Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử chất âm để mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của một dòng loa rất là đẳng cấp, đó là dòng loa MR838. Với sản phẩm JBL838 này thì nó được sở hữu một bát 50, một chung 25 và một tép kèn. Với những sản phẩm này thì nó trường tồn theo thời gian rồi và nó quý mãi theo thời gian. Các bác vừa để trưng bày thể hiện sự đẳng cấp và được giải trí. Giải trí thì chất âm của nó thì chắc chắn là khó có thể những dòng loa nào vượt qua được dòng JBL838 này, bởi vì nó đủ hết các giải nhé, mà các bác chỉ cần dùng một đôi này để nghe nhạc và hát karaoke, nó là chấm hết. Với những sản phẩm bên em lựa chọn để cung cấp cho các bác thì nó có hình thức đẹp, đẹp không thể tả nổi, đẹp không tì vết nhé các bác nhé. Mời các bác chiêm ngưỡng cả một đôi nhé, đẹp leng keng, đúng không, đẹp mỹ mãn luôn. Những sản phẩm này thì để bày thì nó quá đã rồi, bày thì quá đẹp. Đây em sẽ quay cái logo, cái hậu của nó đây, mời các bác xem nhé. Cái hậu của nó model MR838 nhé, made in USA và cũng được sản xuất tại bang California nhé. Rất chi là đẹp và đẳng cấp. Và giờ đây em sẽ test thử chất âm, mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của đôi loa MR838 này. Nó mang lại chất âm ngọt ngào, trong sáng và tiếng của nó cực phê luôn. Với những sản phẩm loa JB thì chất âm của nó thì cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ trong sáng, để nghe quá tuyệt vời, hát thì lại rất xinh hay. Cái lời, cái tiếng lời của nó thì do cái chung 25 đảm nhiệm này, điều của nó cực sáng, cực phê. Và cái tép của thằng JB này thì nó chi tiết, và cái được sở hữu cái bát 50 này, điều nó cực kỳ ấm áp và ngọt ngào, đúng không ạ?
không còn từ nào để tả nổi cái dòng JB838 này. Nó âm sắc của nó là quá tuyệt vời, hoàn hảo luôn. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa JB, bên em có đầy đủ các mã nhé, 838 này, 925 này, 935, 938, bên em đầy đủ hết các mã. Và cả những dòng súp của 818 của JB cũng sở hữu một bát 50. Những bác nào mà đam mê của hãng JBL, các bác cứ liên hệ Cao Trung qua số điện thoại 0963 1138 hoặc 0962 355 39. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và với những sản phẩm mà bên em đóng mà chuyển hàng đi, gửi đi cho các bác, bên em đóng rất chi cẩn thận để gửi cho các bác được nhận hàng mà để khỏi phải suy nghĩ về cái phương thức vận chuyển. Bên em đóng rất chi ok nhé. Và với những quả súp đây là những quả súp của hãng 3G Audio nhé. Đây là quả súp hơi nhé, bác nào mà thích súp hơi 340 bên em có nhé. Và quả này nó là quả súp điện nhé, súp điện nó vẫn là của 3G Audio nhé. Đây ạ, nhưng mà thương hiệu của nó là Volkaking nhé, là súp điện. Dòng này công suất của nó cực khủng, đánh kiểu như sấm sét luôn nhé, đánh rung cửa rung nhà luôn. Bác nào thích cấu hình mạnh thì các bác chơi những quả súp này. Đây quả súp điện và đây là quả súp hơi nhé. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.